giấy rao các thầy phó tế sẽ được chịu chức linh mục. Tòa giám mục Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. Bùi Chu ngày 5 tháng 5 năm 2022. Kính gửi quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ, quý chúng sinh, quý chức và toàn thể anh chị em tín hữu giáo phận Bùi Chu. Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo và chiếu theo giáo luật điều 1043 và điều 1051, các ứng viên lên chức thánh được công bố cho các tín hữu biết để hiệp thông cầu nguyện và để điều tra góp ý trước khi lãnh nhận chức thánh. Vậy, ai biết những thầy trong danh sách dưới đây có điều gì bất xứng với chức linh mục? Xin trình báo lên Tòa giám mục Bùi Chu hoặc gửi thư gián kín trước ngày 26 tháng 5 năm 2022. Tòa giám mục không cứu xét những thư nặc danh. Dự kiến, thánh lễ truyền chức linh mục sẽ được cử hành tại Đền Thánh Kiên Lao vào lúc 9 giờ thứ Sáu, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 24 tháng 6 năm 2022. Sau đây là danh sách các thầy phó tế. 1. Thầy Doan Kim Ngô Văn Chương, sinh năm 1968, tại Giáo xứ Kim Thành, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao. 2. Thầy Doan Bautista Lại Văn Ninh, sinh năm 1987, tại Giáo xứ Quỹ Nhất, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Thuận Thành. 3. Thầy Vinh Sơn Phan Văn Uân, sinh năm 1984, tại Giáo xứ Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Phú Thọ. 4. Thầy Giuse Nguyễn Văn Vĩnh, sinh năm 1986, tại Giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Tây Cát. 5. Thầy Giuse Trần Công Tuyền, sinh năm 1978, tại Giáo xứ Trung Linh, hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Đền Thánh Ninh Cường. Nguyện xin Thiên Chúa, qua sự truyền cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và các thánh tử đạo Việt Nam, ban muôn ân lành cho quý cha, quý phó tế, quý tu sĩ, quý chúng sinh, quý chức và toàn thể anh chị em đã ký và đóng dấu Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh Tin Yêu Chúa. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận góp ý. Chúng con xin ghi nhận tất cả những góp ý của quý vị để kênh ngày càng hoàn thiện hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.